Vẫn như mọi khi, một là mã lý thuyết. Các con ghi bài cùng thầy. Phần một nhỏ, đó là tính chất đồng quy của ba đường trung tuyến. Ba đường trung tuyến trong một tam giác có đồng quy hay không? Các con nhìn nhá. Tính chất này nói như sau: ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Thầy vẽ các con xem thử nhá. Các con cứ vẽ một tam giác bất kỳ vào trong vở và vẽ cho thầy ba đường trung tuyến. Đường trung tuyến là đường lối đỉnh và trung điểm của cạnh đối diện. Xem nó có đi qua một điểm không. Các con vẽ vào vở cho thầy. Thầy sẽ vẽ lên trên màn hình. Các con xem chú ý màn hình nhá. Đây. Đầu tiên thầy sẽ đo BC. Các con vẽ thật chính xác thầy. Thầy đo BC và thầy lấy chia đôi ra được trung điểm của BC. Thầy gọi là D đi. Tiếp tục này. Thầy sẽ lối cả thầy đo cạnh AC. Thầy chia đôi ra thì được trung điểm của AC. Thầy gọi đấy là E. Và tương tự với cạnh AB, thầy cũng chia đôi ra